Mày đứng lên đi. Nhưng mà cô hai chưa có cho phép, tôi không có dám. Cứ đứng lên đi, có gì thì nói tao biểu. Nhưng mà tôi... Đứng lên. Đi vô đây với tao. Tao xem cái chân mày bị quỳ 4 tiếng nhưng có bông ít. Có nát chưa? Tôi không có sao đâu cậu. Bầm tím vậy mà kêu không sao. Nè, mày bôi vào đi. Mày đợi tao chút nha. Nè, cho mày nè. Thôi cậu ăn đi, tôi không có dám đâu. Mày cứ ăn đi, nhiều lắm, tao ăn không hết đâu. Bỏ uổng lắm. Cầm lẹ mỏi tay quá nè. Tôi cảm ơn cậu nha. Ủa mà mày mấy tuổi vậy? Dạ cậu tôi 11 tuổi á. 11 tuổi. Vậy là mày bằng tuổi tao. Mà số mày khổ quá à. Làm việc á thì cực nhọc, mà ăn uống lại thiếu thốn. Được làm cậu chủ như cậu thì sướng rồi. Nhưng mà không có hao hết. Sống ở đấy xong như tôi á, tôi cũng quen rồi. Sống ở đấy xong? Là sao? Là sống ở dưới đế xã hội á. Nhìn vậy thôi, chứ không phải như vậy. Tao cũng có cái khổ riêng của tao, mày không hiểu được đâu. Sao còn có cái đùi gà vậy? Bà Tư, tôi dặn bà làm hai cái đùi gà để cho con Thư với thằng Vinh mỗi đứa một cái. Tại sao có một cái vậy? Dạ thưa bà cả, tôi có làm để cho cô Út với lại cô Thư. Mà sao bây giờ nó như vậy tôi không có biết.